Lại nữa, Kiều Thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bốn tịnh lự và tự tánh của bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Tự tánh của bốn tịnh lự ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn tịnh lự vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa Kiều Thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ hoặc thường hoặc vô thường.
Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải thoát vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải thoát vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải thoát vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tám giải thoát và tự tánh của tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, và tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ là không. Tự tánh của tám giải thoát ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tám giải thoát vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao?
Vì bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh, tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm trụ vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh, tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm trụ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh, tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm trụ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì bốn niệm trụ và tự tánh của bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Tự tánh của bốn niệm trụ ấy tức chẳng phải là tự tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có bốn niệm trụ vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao?
Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không vân vân có thể nắm bắt được. Cũng là có cái thường và vô thường kia, nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không vân vân có thể nắm bắt được. Hướng là có cái lạc và khổ kia, nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không và tự tánh của pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Tự tánh của pháp môn giải thoát không ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp môn giải thoát không vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được.
Vì sao? Vì trong đó còn không có năm loại mắt vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm loại mắt vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm loại mắt vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì năm loại mắt và tự tánh của năm loại mắt là không, sáu phép thần thông và tự tánh của sáu phép thần thông là không. Tự tánh của năm loại mắt ấy tức chẳng phải là tự tánh của sáu phép thần thông ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, sáu phép thần thông đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có năm loại mắt vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này: thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán 10 lực Phật hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì 10 lực Phật và tự tánh của 10 lực Phật là không, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tự tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 10 lực Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh của 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, 10 lực Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có 10 lực Phật vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán 10 lực Phật hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì 10 lực Phật và tự tánh của 10 lực Phật là không, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng
và tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 10 lực Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, 10 lực Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có 10 lực Phật vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán 10 lực Phật hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì 10 lực Phật và tự tánh của 10 lực Phật là không. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 10 lực Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, 10 lực Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có 10 lực Phật vân vân có thể nắm bắt được, cũng là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán 10 lực Phật hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì 10 lực Phật và tự tánh của 10 lực Phật là không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không. Tự tánh của 10 lực Phật ấy tức chẳng phải là tự tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, 10 lực Phật chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có 10 lực Phật vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không, tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không quên mất vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không, tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không.
tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh, nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không quên mất vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không, tánh luôn luôn xả, và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được, tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không quên mất vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán pháp không quên mất hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán tánh luôn luôn xả hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì pháp không quên mất và tự tánh của pháp không quên mất là không, tánh luôn luôn xả và tự tánh của tánh luôn luôn xả là không. Tự tánh của pháp không quên mất ấy tức chẳng phải là tự tánh của tánh luôn luôn xả ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, tánh luôn luôn xả đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có pháp không quên mất vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, vì người phát tâm vô thượng bồ đề, tuyên thuyết bố thí ba la mật đa, thì nói thế này. Thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có trí nhất thiết vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao?
vì trong đó còn không có trí nhất thiết vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có trí nhất thiết vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái ngã và vô ngã kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán trí nhất thiết hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì trí nhất thiết và tự tánh của trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Tự tánh của trí nhất thiết ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có trí nhất thiết vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái tịnh và bất tịnh kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân vì người phát tâm vô thượng bồ đề tuyên thuyết bố thí ba la mật đa thì nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn đà la ni hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tất cả pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường. Vì sao? Vì tất cả pháp môn đà la ni và tự tánh của tất cả pháp môn đà la ni là không, tất cả pháp môn tam ma địa và tự tánh của tất cả pháp môn tam ma địa là không. Tự tánh của tất cả pháp môn đà la ni ấy tức chẳng phải là tự tánh. Tự tánh của tất cả pháp môn tam ma địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả pháp môn đà la ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tất cả pháp môn tam ma địa đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái thường vô thường kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả pháp môn đà la ni vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái thường và vô thường kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn đà la ni hoặc lạc hoặc khổ, chẳng nên quán tất cả pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ. Vì sao? Vì tất cả pháp môn đà la ni và tự tánh của tất cả pháp môn đà la ni là không, tất cả pháp môn tam ma địa và tự tánh của tất cả pháp môn tam ma địa là không, tự tánh của tất cả pháp môn đà la ni ấy tức chẳng phải là tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn tam ma địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả pháp môn đà la ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Tất cả pháp môn tam ma địa đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái lạc và khổ kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả pháp môn đà la ni vân vân có thể nắm bắt được, huống là có cái lạc và khổ kia. Nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán tất cả pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã. Vì sao?
Vì tất cả pháp môn Đà La Ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tự tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không, tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni ấy tức chẳng phải là tự tánh, tự tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được, tất cả pháp môn Tam Ma Địa đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái ngã vô ngã kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân có thể nắm bắt được. Huống là có cái ngã và vô ngã kia, nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Lại nói thế này, thiện nam tử, ngươi nên tu bố thí ba la mật đa, chẳng nên quán tất cả pháp môn Đà La Ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng nên quán tất cả pháp môn Tam Ma Địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni và tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không, tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tự tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không, tự tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni ấy tức chẳng phải là tự tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa ấy cũng chẳng phải là tự tánh. Nếu chẳng phải là tự tánh thì tức là bố thí ba la mật đa. Đối với bố thí ba la mật đa này, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được, tất cả pháp môn Tam Ma Địa đều chẳng thể nắm bắt được, thì cái tịnh bất tịnh kia cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì trong đó còn không có tất cả pháp môn Đà La Ni vân vân có thể nắm bắt được. Huống là có cái tịnh và bất tịnh kia, nếu ngươi có khả năng tu bố thí như thế là tu bố thí ba la mật đa. Này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, nói những điều đó là tuyên thuyết bố thí ba la mật đa một cách chân chánh. Hết quyển thứ 164.